Chào mừng các bạn đến với kênh Bình Nguyên IT 4.0 của mình Bạn đang sử dụng phần mềm họp trực tuyến Zoom Cloud Meeting bản miễn phí Và cứ sau 40 phút là cuộc họp lại bị ao Bạn muốn cuộc họp kéo dài hơn thế nữa Vậy bằng cách nào? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập Để có cuộc họp thời gian kéo dài theo ý muốn Và lưu ý bạn phải thực hiện Thiết lập này trước thời gian họp trên máy tính, tại giao diện của Zoom, bạn vào Shell Doom. Tại mục Topic, các bạn điền tên của cuộc họp. Ví dụ, mình điền là họp bán hàng nhóm 1 tại mục start đây là chúng ta chọn ngày và giờ để tổ chức cuộc họp mình chọn ngày hôm nay 22 tháng 3 năm 2020 thời gian mình tổ chức vào 7 giờ tối duration đó là thời gian kéo dài cuộc họp kích vào đây mình chọn là 2 giờ 30 phút sau khi lựa chọn thời gian xong, tại đây bạn sẽ thấy có một thông báo từ Zoom. Đó là cuộc họp của bạn sẽ kéo dài khoảng 40 phút sẽ bị giới hạn. Và upgrade now, bạn có muốn nâng cấp phiên bản hay không? Và tất nhiên khi bạn muốn nâng cấp phiên bản thì sẽ mất một khoản phí. Và đối với thông báo này thì các bạn không cần làm gì cả, bỏ qua. Tiếp theo, mục meeting ID. Genera automatic, đây là ID tự động sau mỗi cuộc họp thì sẽ phải gửi một ID và ID này sẽ khác nhau. Phía bên này là personal meeting ID, đây là ID cố định của bạn. Các bạn nên chọn vào meeting personal meeting ID này để đỡ phải thay đổi ID. Tiếp theo mục password bạn đặt password cho cuộc họp thì các bạn tích và như mình đã tích và ở đây mình đặt mật khẩu là 4 số 8 bạn có thể thay đổi mật khẩu khác thì các bạn gõ vào 1 2 3 4 5 6 chẳng hạn tiếp theo mục video phía bên này hot đây là thiết lập video dành cho người chủ trì cuộc họp các bạn có thể bật hoặc tắt phía bên này Party Kippen Party Kippen. Đó là thiết lập video dành cho thành viên Các bạn có thể bật hoặc cái tắt Với mục này các bạn có thể Bỏ qua Vì sau khi vào cuộc họp Các thành viên có thể tự thiết lập được Tiếp theo mục audio Đây telephone Đó là âm thanh từ điện thoại, này. computer audio này, âm thanh của máy tính này, telephone and computer audio đây là âm thanh của cả điện thoại và máy tính. bạn có thể chọn telephone and computer audio. Tiếp theo mục calendar đây là lịch, lịch của outlook, lịch của google và lịch khác. các bạn nên lựa chọn azure calendar này vì khi các bạn lựa chọn lịch của Outlook và Google này sẽ có nhiều phải nhiều cài đặt khác để tránh phức tạp chúng ta sẽ chọn Azure Calendar sau khi thiết lập các thông số của cuộc họp các bạn bấm vào schedule đấy và chờ một chút tại đây các bạn sẽ thấy một bảng thông báo với các thông số Tên cuộc họp là họp bán hàng nhóm 1. Thời gian ngày 22 tháng 3 năm 2020 vào lúc 7 giờ tối. Đây là link để gửi cho thành viên vào cuộc họp. Đây là ID và password để cho thành viên nhập vào cuộc họp. Các bạn có thể copy những thông số này tích vào bấm phím tắt Ctrl C để copy gửi cho thành viên hoặc các bạn sẽ kích vào copy to clipboard sau khi các bạn kích vào thì thông báo sẽ bị ẩn đi sau đó bạn tắt bảng thông báo này đi tại đây các bạn có thể thấy lịch một cuộc họp mình vừa thiết lập họp bán hàng nhóm 1 vào 7 giờ tối đến 9 giờ 30 như vậy chúng ta thấy là thời gian kéo dài 2 tiếng rưỡi và đây là ID của cuộc họp các bạn có thể kích vào ba chấm tại đây chúng ta có thể copy copy thông tin để gửi cho thành viên tham gia cuộc họp edit đây là chỉnh sửa thông tin cho cuộc họp các bạn có thể thay đổi thời gian thay đổi lên 8 giờ chẳng hạn sau đó các bạn sẽ bấm vào server. Và chúng ta lại copy lại thông tin và gửi cho thành viên nhóm để thay đổi thời gian. Các bạn có thể chỉnh sửa một số thông tin khác. Hoặc các bạn có thể xóa lịch hẹn cuộc họp click vào delete. Và để bắt đầu cuộc họp chúng ta bấm vào start. Và để thiết lập trên điện thoại thì các bạn cũng vào mục Dun. tên Dun. Và các mục thiết lập cũng giống như trên máy tính mình vừa hướng dẫn. Và với cách thiết lập này thì khi bạn tiến hành cuộc họp sẽ không bị ao ra ngoài sau 40 phút. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hữu ích hãy ấn like và ấn đăng ký để cập nhật những thông tin hữu ích mới nhé. Đừng quên chia sẻ video này đến mọi người xin chào tất cả các bạn